Mời quý vị cùng đến với bản tin Thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định khả năng gửi binh sĩ đến Ukraine nếu lực lượng của Kiev sụp đổ và yêu cầu được trợ giúp. Hàn Quốc nâng bức cảnh báo khủng bố đối với các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài sau thông tin Triều Tiên có thể tấn công giới chức Hàn Quốc. Thưa quý vị, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định quan điểm rằng ông không loại trừ khả năng gửi quân đến Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp gọi đây là vấn đề phát sinh hợp pháp trong trường hợp Nga xuyên thủng chiến tuyến của Ukraine và Kyiv đưa ra yêu cầu hỗ trợ. Trả lời phỏng vấn tờ Economic hôm qua, Tổng thống Macron nhấn mạnh: "Tôi không loại trừ bất cứ điều gì bởi vì chúng ta đang đối mặt với một bên cũng không loại trừ thực hiện bất cứ điều gì." một số nhà phân tích dự đoán nga có khả năng sắp phát động một cuộc tấn công lớn ở ukraine tổng thống macron nói rằng nếu nga quyết định tiến xa hơn trong mọi trường hợp tất cả chúng ta sẽ phải tự hỏi về việc gửi quân đồng thời mô tả việc ông từ chối loại trừ động thái gửi quân là một lời cảnh tỉnh chiến lược cho những người đồng cấp của mình nhà lãnh đạo pháp tuyên bố tôi có một mục tiêu chiến lược rõ ràng nga không thể thắng ở ukraine nếu nga thắng ở ukraine sẽ không còn an ninh ở châu âu còn tồn tại an ninh cho các nước láng giềng khác Moldova, Romania, Ba Lan, Litva và những nước khác hay không? Trong khi đó, Ukraine đã kêu gọi Mỹ hỗ trợ quân sự tối đa. Trả lời phỏng vấn tạp chí Program Policy của Mỹ, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng các quốc gia phương Tây đang tục hậu so với Nga trong nỗ lực đẩy mạnh sản xuất quốc phòng, dẫn đến nghi ngờ về khả năng Mỹ và các đồng minh duy trì trật tự thế giới hiện tại. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gắn cuộc xung đột Ukraine với điều mà ông cho là điểm yếu về mặt địa chính trị của Mỹ tham dự câu lạc bộ thảo luận, Bandai vào tháng 10 năm ngoái Tổng thống Putin tuyên bố Mỹ đã kích động giao tranh một phần để buộc các đồng minh châu Âu chuyển sang chính sách trừng phạt hạn chế đối với Nga. Bộ ngoại giao Hàn Quốc thông báo chính quyền Seoul đã nâng mức cảnh báo khủng bố đối với 5 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài sau khi có thông tin về mối đe dọa từ Triều Tiên nhắm vào các quan chức Hàn Quốc. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chính phủ nước này đã nâng mức độ sẵn sàng lên hai cấp độ từ chú ý lên cảnh báo, sau khi cơ quan tình báo Hàn Quốc có thông tin về những nỗ lực của Triều Tiên nhằm làm hại các nhà ngoại giao của Seoul. Cảnh báo là mức cao thứ hai sau nghiêm trọng trong bốn thang cấp độ cảnh báo ngoại giao của Hàn Quốc. Thông cáo báo chí không cung cấp thông tin chi tiết về bản chất của các mối đe dọa từ Triều Tiên hoặc nguồn thông tin, nhưng giải thích rằng mức cảnh báo mới liên quan đến khả năng cao xảy ra một cuộc tấn công khủng bố sự thay đổi này ảnh hưởng đến các đại sứ quán hàn quốc ở campuchia lào cũng như các lãnh sự quán ở các thành phố vladivostok nga và thẩm dương trung quốc theo những nghiên cứu cho hanbum tại viện thống nhất quốc gia hàn quốc chính quyền bình nhưỡng có quan hệ ngoại giao tốt với các quốc gia nói trên và duy trì các cơ quan đại diện ở nước ngoài tại các nước này bộ ngoại giao hàn quốc cho biết thêm trung tâm chống khủng bố quốc gia hàn quốc đã tổ chức cuộc họp vào hôm qua để thảo luận các biện pháp bảo vệ văn phòng ngoại giao và các quan chức làm việc tại đó Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung gần hòn đảo này lần thứ hai trong vòng một tuần nay. Trong 4 năm qua, quân đội Trung Quốc đã gia tăng đáng kể các hoạt động xung quanh hòn đảo tự trị này. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết vào cuối giờ chiều qua đã phát hiện 15 máy bay quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả máy bay chiến đấu Su-30, thực hiện tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung với tàu chiến Trung Quốc xung quanh Đài Loan. 10 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan hoặc các khu vực lân cận và bay vào vùng trời phía bắc, hòn đảo, trung tâm và tây nam. Cơ quan phòng vệ cho biết đường trung tuyến được dùng làm ranh giới không chính thức giữa Đài Loan và Trung Quốc, nhưng máy bay quân sự Trung Quốc hiện nay thường xuyên vượt qua ranh giới. Trung Quốc nói không công nhận sự tồn tại của đường trung tuyến này. Trước đó vào ngày 27 tháng 4, Đài Loan báo cáo về một cuộc tuần tra chiến đấu tương tự của Trung Quốc Tổng giám cơ quan an ninh Đài Loan, ông Thái Minh Ngạn cho biết, Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng các chiến thuật mới bất thường, bao gồm cả việc tổ chức tuần tra chiến đấu vào ban đêm. Ông cho biết Đài Loan cảnh giác trước khả năng Trung Quốc sẽ tập trận sau lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo đắc cử lại thanh đức trong tháng này. Iran hôm qua công bố áp đặt trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể của Mỹ và Anh vì hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với phong trào hậu giáo Hamas của Palestine ở giải Gaza. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với 7 người Mỹ, đó có tướng Brian P. Fentel, tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt và Phó Đô đốc Red Cooper, cựu chỉ huy hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, các quan chức và thực thể Anh bị áp đặt trừng phạt, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Ray Stubbs, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược quân đội Anh James Hockenhull và lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh ở Biển Đỏ. Các biện pháp trừng phạt cũng được áp đặt với hai tập đoàn của Mỹ là Lockheed Martin và Chevron. Các cá nhân và thực thể thuộc diện trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài khoản và giao dịch trong hệ thống tài chính và ngân hàng Iran. Phong tỏa tài sản thuộc thẩm quyền của Iran cũng như bị cấm cấp thị thực và nhập cảnh vào lãnh thổ Iran. Hàng trăm cảnh sát có vũ trang đã tiến vào khuôn viên Đại học California ở thành phố Los Angeles, Mỹ vào hôm qua để dỡ bỏ các lều trại và rào chắn mà sinh viên dựng lên khi biểu tình ủng hộ người dân Palestine. Cảnh sát tiến vào khuôn viên trường vào lúc 3 giờ 15 phút sáng qua theo giờ địa phương, tức 5 giờ 15 phút chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, sau khi kêu gọi sinh viên giải tán nếu không sẽ bị bắt giữ. Tuy nhiên, một số lượng lớn sinh viên cố thủ bên trong các rào chắn buộc cảnh sát phải tiến vào trấn áp. Cảnh sát sử dụng khiên và dùi cui để đẩy lùi đám đông sinh viên, những người mang mũ bảo hiểm, khiên và hô vang khẩu hiệu không rời đi sau vài tiếng giằng co, cảnh sát đã khống chế và bắt giữ hàng chục sinh viên, đồng thời tháo dỡ các rào chắn, lều trại được dựng lên. Cuộc trấn áp này diễn ra một ngày sau khi xảy ra nhiều vụ đụng độ dữ dội giữa những người ủng hộ Israel và sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine ở đây suốt nhiều giờ, gây hỗn loạn và khiến 15 sinh viên bị thương. Điều này gây lên áp lực lực lượng cảnh sát về việc giải tán các cuộc biểu tình nhằm ngăn chặn đụng độ leo thang. Thưa quý vị, cảnh sát Ireland đã phá dỡ 200 căn lều ở khu vực trung tâm đường Mount, nơi được mệnh danh là thành phố lều của người di cư tại thủ đô Dublin. Cảnh sát đã tháo dỡ các căn lều phun thuốc khử trùng để làm sạch khu vực mà người di cư đã lấn chiếm để sinh sống. Sau khi lều bị tháo dỡ, người tị nạn được chuyển đến các địa điểm phía nam thủ đô Dublin với những yếu phẩm cơ bản và để đảm bảo an toàn. Giám đốc điều hành cơ quan người tị nạn Ireland Nick Henderson khẳng định, người xin tị nạn đã được chuyển đến nơi ở thích hợp với điều kiện có nước dùng và vệ sinh hợp lý. Trong số những người tị nạn này có một số người chỉ mới đến từ Anh vài hôm trước, nhằm tránh việc bị bắt giữ và trục xuất đến Rwanda theo đại luật an toàn Rwanda mà Quốc hội Anh vừa phê duyệt vào ngày 3 tháng 4. Một người di cư giống mặt nói, tôi vừa đến Dublin từ Anh vào hôm qua nên hôm nay tôi xin tị nạn. Giờ tôi không biết phải đi đâu, phải làm gì, tôi không có gì hết, nhưng ít nhất tôi cảm thấy an toàn. Đạo luật an toàn Rwanda nhằm ngăn chặn người di cư bất hợp pháp vào Anh đã gây căng thẳng giữa Anh và Ireland. Trong bối cảnh chính phủ Ireland muốn trả người di cư trở về Anh, nhưng Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã phản đối. Các hãng hàng không Air France KLM thuộc tập đoàn Air France KLM của Pháp và Russian Applied thuộc tập đoàn Lufthansa của Đức nằm trong số 20 hãng hàng không đang bị Liên minh châu Âu EU điều tra về hành vi tẩy xanh hành vi tẩy xanh liên quan đến việc đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm rằng sản phẩm tài chính hoặc chiến lược đầu tư của công ty là thân thiện với môi trường, mang tính bền vững và phù hợp với chuẩn mực đạo đức. Các hãng hàng không trên đã xác nhận thông tin được đài phát thanh và truyền hình ATBF của Bỉ đăng tải. Người phát ngôn của Air France xác nhận đã nhận được thư từ Ủy ban châu Âu EC. Hãng đang xem xét nội dung và sẽ nghiên cứu các bước đi tiếp theo. Lúc Hansa cũng cho biết sẽ xử lý tất cả các cáo buộc và đang kiểm tra. Hãng hàng không Cây LM xác nhận đã nhận được thư của EC. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một số quốc gia châu Phi đang đi đầu trong nỗ lực loại bỏ dần nhựa sử dụng một lần ở lục địa này. Tại Uganda, các tổ chức phi chính phủ đang đưa ra các sáng kiến cộng đồng để tái chế nhựa, chẳng hạn như làm gạch sinh thái bằng rác thải nhựa. Chai nhựa từng làm tắt kênh thoát nước ở thị trấn Kansanga của Uganda đã được biến thành gạch sinh thái, sau đó được dùng để xây bể chứa nước cho những cộng đồng thiếu nước. Đây là một phần trong nỗ lực của quốc gia Đông Phi này nhằm giải quyết vấn đề nhựa sử dụng một lần, bài toán khó của thế giới trong nhiều năm. Hạ động của Uganda là một phần trong cam kết của châu Phi nhằm loại bỏ nhựa khỏi lục địa này. Tại cuộc họp về khí hậu gần đây của Liên Hiệp Quốc ở Nairobi, các quốc gia châu Phi đã cam kết chấm dứt sử dụng nhựa và đầu tư vào cơ sở hạ tầng tái chế và quản lý chất thải cho tới nay, Uganda, Kenya và Somalia đã cấm thành công nhựa sử dụng một lần, nhưng Uganda thì chưa. Theo cơ quan quản lý môi trường Uganda, thủ đô Kampala của nước này sản xuất hơn 13 tấn nhựa mỗi năm. Cơ một nửa trong số đó không được xử lý hoặc tái chế đúng cách. Các sáng kiến của Uganda, chẳng hạn như của phòng thí nghiệm nghiên cứu Keto, hy vọng sẽ giúp xây dựng các giải pháp cho tương lai không rác thải nhựa. Ông Patrick Masuzi, người sáng lập phòng thí nghiệm, cho biết, Tổ chức của chúng tôi gắn kết mọi người lại với nhau, đặc biệt là phụ nữ sử dụng đồ nhựa, những người đến cửa hàng mua đường và không thể tái sử dụng túi nhựa. Chúng tôi cung cấp cho họ những bài học và ý tưởng như làm gạch từ rác thải nhựa. Phụ nữ ở Kasunga đã được đào tạo để đóng gói chai nhựa đã qua sử dụng trước khi nén chúng lại thật chất. Chay sau biến chúng thành nhà sinh thái để xây bể chứa nước cho những cộng đồng thiếu nước. Cư dân Lydia Nakalembe cho biết chai lọ thường bị vứt bừa bãi quanh thị trấn. Nhựa không được thu gom sẽ bị cuốn trôi vào các kênh thoát nước, làm tắc nghẽn và dẫn đến lũ lụt. Bây giờ chúng tôi biết phải làm gì với chúng và điều đó giúp giữ cho môi trường trong sạch. Vườn của chúng tôi không còn ngập rác nhựa kể cả, cả sau 10 năm. Nhựa không bao giờ mục nát, thay vào đó nó làm hỏng đất. Các nhà môi trường cũng cảnh báo về sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa. Ông Wasmus Mugenji, phó giám đốc điều hành của Liên minh chủ ủng hộ phát triển và môi trường, có được sở tại Uganda chia sẻ, Tôi nghĩ thông điệp đã không đi sâu so vào tâm trí người dân và họ không đánh giá cao sự nguy hiểm của túi nhựa. Theo ông, cần gửi thông điệp đến cộng đồng rằng túi nhựa và nhựa sử dụng một lần nguy hiểm cho môi trường, cũng như sức khỏe con người, động vật và hệ sinh thái.